Chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung của chương 3, lý thuyết cổ điển nền kinh tế mở trong dài hạn. Thì trong nội dung này chúng ta sẽ phân tích 4 cái nội dung cơ bản: luồng chu chuyển vốn cũng như là cái hàng hóa quốc tế, thị trường vốn vay trong nền kinh tế nhỏ mở cửa, thị trường ngoại hối trong nền kinh tế nhỏ mở cửa và cái nền kinh tế lớn mở cửa. Thì một số nội dung cơ bản thì chúng ta đã được nghiên cứu ở các cái phần trước, các cái chương trước. tuy nhiên là trong phần này thì cũng nhắc lại cũng như nhấn mạnh một số cái nội dung Thứ nhất là về cái dòng vốn, dòng chu chuyển vốn cũng như là hàng hóa quốc tế. Thì để mà xác định được cái điều đó thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái bộ phận cấu thành tổng cầu hay là của thu nhập của nền kinh tế hay là các cái đồng nhất thức cơ bản à, trong cái nền kinh tế nhỏ mở cửa. Trước hết là nói về cái xuất khẩu ròng, xác định xuất khẩu ròng thì trước hết là chúng ta sẽ xác định các cái khoản chi tiêu trong nền kinh tế của các cái tác nhân trong nền kinh tế thì bao gồm là các cái hộ gia đình, các cái doanh nghiệp tư nhân chi tiêu chính phủ Với tất cả những khoản chi tiêu của các cái tác nhân này thì nó bao gồm hai cái cung cấp hàng hóa và dịch vụ này cho việc chi tiêu ở trong nước, nó bao gồm là cái hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất ra trong nước, chúng ta ký hiệu chữ D ấy, domestic ấy, products đúng không? Và chữ F từ nước ngoài là foreign products. Thì đây là C là consumption là tiêu dùng của các cái hộ gia đình, bao gồm cả cái hàng hóa và dịch vụ trong nước và hàng hóa và dịch vụ nước ngoài. Đầu tư của các cái hãng tư nhân cũng thế nó bao gồm uh, trong nước và nước ngoài và chi tiêu chính phủ nó cũng bao gồm trong nước và nước ngoài, domestic và foreign. Tiếp đến là nói về xuất khẩu. Xuất khẩu chúng ta có thể ký hiệu là EX hoặc là X thì nó bao gồm các khoản chi tiêu của người nước ngoài khi chi tiêu về hàng hóa hoặc dịch vụ ở trong nước. Còn nhập khẩu, ký hiệu là IM thì nó bao gồm tổng các khoản uh, chi tiêu của các cái tác nhân trong nền kinh tế ở trong nước đối với hàng hóa nước ngoài là chi mua hàng hóa hoặc dịch vụ ở nước ngoài. Và tiếp theo nữa là xem xét cái chênh lệch giữa xuất và nhập khẩu. Chúng ta có được cái ký hiệu là NX, NX Net Export xuất khẩu ròng. Thì bằng xuất trừ nhập, bằng EX trừ IM hoặc là X M xuất khẩu trừ đi nhập khẩu. Chênh lệch giữa, giữa giữa xuất và nhập là có xuất khẩu ròng. Và nếu như mà xuất lớn nhập thì chúng ta có xuất siêu hay là cán cân thương mại thẳng dư còn xuất nhỏ thu nhập thì cán cân thương mại thâm hụt và cái sản lượng hay thu nhập của nền kinh tế nó sẽ bằng tổng tất cả các khoản tiêu dùng hàng hóa ở trong nước cộng với cái phần xuất khẩu ra nước ngoài tiếp tục phân tích cái công thức này thì chúng ta có được cái là tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước thì bằng tổng tiêu dùng ở trong nước mà trừ đi tiêu dùng đối với các cái hàng hóa nước ngoài tương tự như vậy đầu tư thì tổng đầu tư mà trừ đi mức đầu tư của các cái hàng hóa dịch vụ nước ngoài rồi là chi tiêu chính phủ tổng chi tiêu chính phủ mà trừ đi chi tiêu chính phủ đối với hàng hóa dịch vụ nước ngoài cộng với xuất khẩu s chúng ta chuyển sang cái công thức tiếp theo chúng ta có được c cộng y cộng g cộng s trừ đi cái phần nhập khẩu bao gồm chi tiêu về hàng hóa dịch vụ ở nước ngoài cái phần nhập khẩu này chúng ta kêu là im như vậy là qua quá trình biến đổi công thức thì chúng ta có công thức ở phía dưới là C cộng Y cộng G cộng trừ IM nó nói tương tự như công thức tính tổng cầu hay là GDP của chúng ta là chính là công thức tính toán cái thu nhập quốc dân nếu chúng ta đặt cái trừ M bằng cái thì chúng ta có xuất khẩu ròng thì đây chính là công thức mô tả chúng ta bốn cái tác nhân của nền kinh tế với bốn tác nhân này bây giờ chúng ta chuyển vế chúng ta cho NX xuất khẩu ròng ra ngoài thì chúng ta sẽ bằng thấy bằng là thu nhập y mà trừ đi cái phần chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ ở trong nước và hàng hóa dịch vụ mà nhập từ nước ngoài về đó là tổng các khoản chi tiêu của các cái tác nhân ở trong nước bao gồm hộ gia đình bao gồm các cái hãng tư nhân và bao gồm chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ của chính phủ chúng ta hiểu đây là tiêu dùng như vậy là chúng ta có được cái công thức xác định cái giá trị của bốn cái tác nhân tiêu dùng đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân chi tiêu chính phủ và à, xuất khẩu ròng. Và sau cái biến đổi chúng ta có cái đồng nhất thức phía dưới là xuất khẩu ròng bằng sản lượng trừ đi tổng chi tiêu. À, tiếp theo là nói về cái đầu tư nước ngoài ròng cũng như là cán cân thương mại à, thì qua quá trình biến đổi công thức à, đồng nhất thức này thì chúng ta lại tiếp tục có được cái công thức là y trừ C trừ G bằng đầu tư Y cộng với NX xuất khẩu ròng. Chúng ta cũng nhớ lại cái thức tính toán cái tiết kiệm của nền kinh tế tiết kiệm quốc dân. S bằng Y trừ C trừ T tức là cái tiết kiệm tư nhân cộng với tiết kiệm chính phủ là T trừ G và chúng ta giảm nước cái thuế T đi thì chúng ta sẽ có được là cái tiết kiệm quốc dân bằng thu nhập trừ đi tiêu dùng trừ đi chi tiêu chính phủ và cuối cùng sau cái phân tích thì chúng ta có cái đồng nhất thức S trừ Y bằng Ns và chúng ta thay thế chúng ta thay thế cái giá trị này lên phía trên thì chúng ta có được S thì bằng Y cộng Ns và chuyển về cái mức đầu tư Y sang thì chúng ta có cái tiết kiệm trừ đầu tư thì được xác định bằng cái xuất khẩu ròng. thì đây là đồng nhất thức giữa tiết kiệm và đầu tư trong cái nền kinh tế nhỏ mở cửa và S trừ -E được coi như xuất khẩu ròng hay là đầu tư nước ngoài ròng thì khái niệm liên quan đến đầu tư nước ngoài ròng cũng như là cán cân thương mại là NX và cái giá trị xuất khẩu ròng ở đây nó bằng với cái đầu tư nước ngoài ròng tiếp theo bằng việc sử dụng cái đồng nhất thức S trừ -E bằng NX thì chúng ta lại phân tích ở các cái vế khác đó là nếu như mà S lớn hơn Y nó tiết kiệm lớn đầu tư thì lúc này là cả hai vế sẽ dương bởi vì S trừ Y bằng cái mà thì lúc này chúng ta sẽ có là xuất khẩu ròng nó dương hay là cán cân thương mại là thẳng dư và trong trường hợp này cái nước đang phân tích mà chúng ta đặt cho chúng ta đây nước đang phân tích là người cho vay và đây là người cho vay ròng trên thị trường tài chính quốc tế và xuất khẩu sẽ nhiều hơn nhập khẩu trong trường hợp mà nếu như mà tiết kiệm nhỏ hơn đầu tư thì lúc đấy là xuất khẩu ròng âm thì cái nước mà đang phân tích nó là nước đi vay ròng trên thị trường tài chính quốc tế và nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu à, tiếp tục là ở đây chúng ta sẽ xác định cái đầu tư nước ngoài ròng nó chính là bằng số tiền người dân trong nước cho người nước ngoài vay trừ đi số tiền người nước ngoài cho người trong nước vay à, cái từ chúng ta đây là chúng ta đang phân tích trong nước của chúng ta chẳng hạn đúng không để chúng ta có được cái à, việc xác định đầu tư nước ngoài ròng như thế này thì tiếp tục nữa là thế nào là nền kinh tế nhỏ mở cửa thì chúng ta giả thiết rằng là cái nước mà chúng ta đang phân tích ở đây là nước mà à, được phân tích là nền kinh tế mở và đây là nước nhỏ đúng không nước nhỏ có cái mức độ mở cửa cao và dòng vốn chu chuyển hoàn hảo vốn lưu động hoàn hảo vốn tự do di chuyển giữa các quốc gia Tiếp đến là cái lãi suất thực ở trong nước được quyết định bởi cái lãi suất thực thế giới. Bởi vì nó là nước nhỏ mà, chứ nó không thể khống chế hay là điều tiết hay làm thay đổi được cái mặt bằng lãi suất của các cái nước lớn, mặt bằng lãi suất chung của thế giới được. Cho nên cái lãi suất thực ở trong nước nó sẽ phải tự điều tiết theo cái lãi suất thực thế giới. Đó, ví dụ như các cái nước mạnh, các nước lớn như là Mỹ chẳng hạn nó điều tiết cái lãi suất cơ bản thì gần như cái thị trường nếu như mà thị trường trong nước là để cho dòng vốn chú chuyển hoàn hảo thì gần như là các cái tổ chức tài chính ở trong nước cũng sẽ phải tự động điều tiết dần cái lãi suất cơ bản hay lãi suất thực ở trong nước theo lãi suất thực thế giới và dần đến chúng ta sẽ có được cái công thức liên quan lãi suất lãi suất thực trong nước r bằng lãi suất thực thế giới r sao r sao là lãi suất thực thế giới đó là cái điều kiện ban đầu cho việc phân tích cái nền kinh tế nhỏ mở cửa và cái vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu đó là phân tích đối với cái thị trường vốn vay trong cái nền kinh tế nhỏ mở cửa với cái giả định mô hình bao gồm thứ nhất là về sản lượng của nền kinh tế hay là thu nhập của nền kinh tế Y sẽ bằng Y ngang bằng cái hàm số F phụ thuộc vào cái biến lao động và vốn và tiêu dùng nó sẽ đồng biến với cái thu nhập khả dụng cái hàm tiêu dùng C thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thu nhập khả dụng ID mà trong đó ID thu nhập khả dụng ID nó sẽ bằng thu nhập quốc dân Y mà trừ đi thuế T Thế như vậy tiêu dùng nó sẽ phụ thuộc cùng chiều với thu nhập và ngược chiều với thuế tức là thuế mà tăng thì tiêu dùng giảm tuy nhiên thu nhập mà tăng thì tiêu dùng tăng đúng không thì giống bản thân chúng ta như thế thôi tiền nhiều thì dạy gì không tiêu, đừng để đến một lúc nào đó răng rụng mất một chiếc tóc bạc thêm mấy phần cho tiêu thì cũng không tiêu được, à, ăn tí kêu đau, chơi tí thì kêu mệt, vân vân, lúc đấy lại bất ổn rồi nó sắp xuống à, lỗ rồi thì lúc đấy mới 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 ân hận, đúng không? cho nên có tiền, có thu nhập cao thì cứ tiêu, tất nhiên phải tiêu đúng với cái đồng tiền cái sức lực mình bỏ ra thì lúc đấy chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc được, à, nó kêu kiểu như thế thì cả nền kinh tế nó cũng thế thôi. À, thu nhập càng cao thì tiêu dùng càng lớn. Cái địa bàn nào, địa phương nào, khu vực nào mà có cái thu nhập cao thì chúng ta thấy cái thị trường của nó năng động sôi động hơn, à, chi tiêu cho tiêu dùng nó lớn hơn, vân vân và vân vân. Cái biến tiếp theo là biến đầu tư, đầu tư của các hãng tư nhân nó biến động ngược chiều so với lãi suất thực. Lãi suất càng cao thì các cái ngân hàng nó sẽ hạn chế cho các cái doanh nghiệp vay vốn được. Chứ cái khả năng đầu tư của các doanh nghiệp sẽ giảm. Khi mà lãi suất ở ngân hàng được định ra mức cao và ngược lại nếu lãi suất thấp thì các cái doanh nghiệp muốn đầu tư sản xuất kinh doanh họ lại mong muốn thuê vốn, vay vốn nhiều hơn. Tiếp đến một cái biến số nữa là chi tiêu chính phủ và thuế. Thì ở đây là những cái biến ngoại sinh dần đến là những biến này nó sẽ không phụ thuộc vào thu nhập mà không phụ thuộc vào thu nhập thì chúng ta giả định chúng ta ký hiệu những cái biến này là biến từ định những cái dấu gạch ngang trên đầu là những biến từ định biến tự định là biến không thay đổi theo cái biến nội sinh ở đây là không thay đổi không phụ thuộc vào cái thu nhập vì như thu nhập thay đổi chẳng hạn tiền thuế cũng không thay đổi hay thu nhập thay đổi thì chi tiêu chính phủ không thay đổi chúng ta giả định theo cái mô hình này trước nhé. còn trên thực tế thì có thể là thu nhập thay đổi thì nó sẽ tác động đến thuế hoặc là thu nhập quốc dân thay đổi thì tác động đến chi tiêu chính phủ nhưng mà chúng ta giả định cái trường hợp mà uh, cố định này trước để phân tích tiếp đến là chúng ta sẽ phân tích cái đồng nhất thức hay là cái hạch toán thu nhập quốc dân dựa vào cái đồng nhất thức mà chúng ta đã xác định từ trước đó là cái xuất khẩu ròng NX bằng tiết kiệm mà trừ đi đầu tư sri thay các cái giả thiết trên vào cái đồng nhất thức mà chúng ta có trong cái mô hình của chúng ta với các cái giả định là biến nào là biến uh, tự định không phụ thuộc thu nhập thì chúng ta biểu diễn các cái biến đó là có gạch ngang ở trên đỏ và các cái mức thu nhập quốc dân chúng ta cũng thay vào bằng các công thức mà chúng ta đã có thì chúng ta sẽ có được là y ngang trừ đi c nó phụ thuộc vào thu nhập phụ thuộc vào thuế trừ đi g và trừ đi đầu tư y nhưng mà đầu tư y nó sẽ phụ thuộc vào lãi suất thực thế giới bởi vì đấy là nền kinh tế nhỏ mở cửa dẫn đến lãi suất thực trong nước được điều tiết bằng lãi suất thực thế giới cho nên cái mức đầu tư trong nước bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào lãi suất thế giới r sao và cuối cùng chúng ta sẽ có được cái hàm xuất khẩu ròng nx bằng tiết kiệm từ định s ngang trừ đi cái đầu tư phụ thuộc vào lãi suất thực thế giới r, à, r sao và phương trình này cũng cho thấy là, là xuất khẩu ròng nó sẽ phụ thuộc vào tiết kiệm và đầu tư trong khi đó là tiết kiệm nó sẽ phụ thuộc vào chính sách tài khoá. Đấy chính sách tài khoá thì nó bao gồm hai cái công cụ đó là chi tiêu chính phủ G và thuế T. Chúng ta có chính sách tài khoá mở rộng thì có thể là tăng chi tiêu chính phủ hoặc là giảm thuế hoặc là sử dụng cả hai. Còn chính sách tài khoá thu hẹp hay là thắt chặt thì là giảm chi tiêu chính phủ hoặc tăng thuế hoặc là sử dụng cả hai. Thì mỗi một cái sự thực thi chính sách này nó đều tác động đến tiết kiệm. Đến tiết kiệm sẽ phụ thuộc vào thực thi chính sách tài khoá. Cái thứ hai nữa là cái mức đầu tư của các cái doanh nghiệp tư nhân thì trong trường hợp nền kinh tế nhỏ mở cửa thì nó phụ thuộc vào lãi suất thực thế giới r sao từ đó chúng ta sẽ có được cái mô hình thị trường vốn vay trên trong cái nền kinh tế nhỏ mở cửa thì ta biểu diễn trên đồ thị với đường cung trên vốn vay thị trường vốn vay là cái đường đầu tư còn đường tiết kiệm s là xin lỗi đường cầu thị trường vốn vay là đường đầu tư còn đường cung vốn vay đó là đường tiết kiệm S hai cái đường này cắt nhau tại một điểm à, ví dụ như là chúng ta có cái điểm E0 ở đây E0 điểm cân bằng thì đây là cái trạng thái cân bằng trên cái thị trường vốn vay trong nền kinh tế nhỏ mở cửa tuy nhiên à, trong cái trường hợp à, chúng ta có thể giả định giả định cái lãi suất thực thế giới nó có thể nằm dưới mức lãi suất ở trong nước hoặc là bằng với lãi suất trong nước hoặc là cao hơn lãi suất trong nước nó tùy theo từng trường hợp thì trên đồ thị này nó biểu diễn cho chúng ta một cái trường hợp thôi đó, giả định như lãi suất thực thế giới là r sao cao hơn cái lãi suất trong nước rc thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái mức đầu tư ở trong nước sẽ là i một đúng không lãi suất mà thế giới ấn định r sao thì là mức đầu tư ở trong nước sẽ là i một và chúng ta có được cái chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư nó quyết định cho chúng ta cái cán cân thương mại thì lúc này cán cân thương mại uh, NX nó bằng S trừ Y mà S trừ Y là dương cho nên trường hợp này là cán cân thương mại thẳng dư như vậy nếu biểu diễn trên đồ thị như thế này chúng ta sẽ thấy được là gì lãi suất thế giới nó cao hơn lãi suất thực trong nước thì cái xuất khẩu ròng nó sẽ dương và cán cân thương mại thẳng dư ngược lại nếu như mà lãi suất trong nước bằng lãi suất thế giới và nó xác định ở cái trạng thái cân bằng thì lúc đó cán cân thương mại cân bằng và xuất khẩu ròng bằng không còn nếu như lãi suất thực thế giới là sao thấp hơn lãi suất thực trong nước thì lúc đó chúng ta sẽ có được NX nhỏ thuộc không và cái, cái xuất khẩu ròng nó sẽ âm cán cân thương mại thâm hụt đúng không? Thì chúng ta sẽ vận dụng cái mô hình này để chúng ta phân tích các cái trường hợp hay là các cái phản ứng của chính sách và có ba phản ứng chính sách chúng ta đưa ra để phân tích trong cái bài toán chúng ta đó là chính sách tài khóa trong nước chính sách tài khóa nước ngoài và chính sách tăng cầu đầu tư và ba chính sách như thế này thì chúng ta sẽ vận dụng để phân tích cho từng từng trường hợp như thế nào trường hợp thứ nhất là giả định như là cái quốc gia mà chúng ta đang phân tích ví dụ như chúng ta nói về việt nam chẳng hạn thì quốc hội sử dụng cái chính sách tài khoản mở rộng và chính phủ thực thi cái nhiệm vụ là tăng chi tiêu chính phủ hoặc là giảm thuế hoặc là sử dụng cả hai thì điều gì xảy ra nó với cái thực thi chính sách tài khoản mở rộng này thì khi mà thực thi cái chính sách tài khoản mở rộng, tăng chi tiêu chính phủ hoặc là giảm thuế thì tiết kiệm quốc gia sẽ giảm là chúng ta dựa vào cái công thức mà chúng ta phân tích ở trường hợp trước ấy thì chúng ta sẽ thấy là tiết kiệm quốc gia giảm Ở lúc này cái đường tiết kiệm hay là đường cung vốn vay sẽ dịch chuyển sang trái giảm dịch chuyển sang trái mà. tăng dịch chuyển sang phải chúng ta lưu ý như thế dịch chuyển sang trái mà giả định rằng cái lãi suất thực trong nước cũng như lãi suất thực thế giới nó cũng đều đạt trạng thái cân bằng lãi r sao thì tuy nếu chúng ta nhìn trên đồ thị nhé thì chúng ta sẽ thấy được là nếu như mà nền kinh tế đóng cái hệ thống tài chính nó không được chu uh, chuyển hoàn hảo thì cái lãi suất thực ở trong nước nó sẽ tăng đến À, ví dụ như là đây là R1 chẳng hạn đúng không vẽ hơi xấu xấu tí nhưng mà giả định đây là R1 chẳng hạn à, cái điểm cân bằng ban đầu là E0 chẳng hạn bây giờ là điểm cân bằng mới là E1 Đấy, à, thế là nếu như mà dòng vốn chu, không chu chuyển hoàn hảo thì cái lãi suất trồng thực trong nước nó sẽ tăng cho đến, đến R1 tuy nhiên à, đây là cái nền kinh tế nhỏ mở cửa và dòng vốn chu chuyển hoàn hảo dẫn đến cái lãi suất thực ở trong nước không đổi vẫn bằng với lãi suất thực thế giới r sao đúng không tuy tiết kiệm nó dịch chuyển sang trái tiết kiệm ở cái mức thấp hơn nhưng mà kết quả đây cho chúng ta biết được là lãi suất ở trong nước không đổi còn xuất khẩu ròng thì sao xuất khẩu ròng ban đầu là bằng không thì bây giờ chúng ta sẽ thấy mà s trừ y ở đây là s bây giờ là s phẩy nó trừ đi cái mức đầu tư y từ mức đầu tư ý. mức đầu tư nó vẫn ở đây bởi vì là uh, lãi suất nó vẫn ở sao mà thì dẫn đến cái mức đầu tư nó vẫn ở đây Đấy, trong khi đó tiết kiệm ở đây Để tiết kiệm trừ đầu tư nó nhỏ hơn không vì vậy là xuất khẩu ròng thôi thôi Đấy, thì như vậy trường hợp này là cán cân thương mại thâm hụt thì đó là cái tác động của chính sách uh, tài khoá mở rộng à, chúng ta cứ tưởng là sử dụng chính sách tài khóa mở rộng thì nó khuyến khích xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu làm tăng cái xuất khẩu ròng chẳng hạn. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta thấy là cái xuất khẩu ròng nó lại giảm, cái bài toán chúng ta lại càng khẳng định là xuất khẩu ròng nó âm cán cân thương mại thâm hụt. Trường hợp thứ hai là giả định cái nước lớn à, sử dụng cái chính sách tài khoá mở rộng. Thì ở đây chúng ta phân tích trong cái trường hợp về chính sách tài khoá của nước ngoài. Ấy. Chính sách tài khoá mở rộng của nước ngoài thì nó sẽ làm tăng lãi suất nước ngoài lãi suất thế giới tăng lãi suất thế giới từ r1 đến r1 sao ấy, đến r2 sao thì ban đầu nếu như ở r1 sao tức là tại cái điểm này thì chúng ta sẽ thấy được cái tiết kiệm bằng đầu tư và xuất khẩu ròng bằng không tuy nhiên bây giờ à, bây giờ nó sẽ là đạt ở mức r2 sao tức là nó có cái giao điểm đây giao điểm này so với giao điểm này thì tiết kiệm từ đầu tư đây là cái mức đầu tư đúng không đầu tư trong nước mà ban đầu giả định như là đầu tư trong nước là y không cho chẳng hạn bây giờ đầu tư trong nước sẽ là y một à, mức đầu tư trong nước bây giờ chúng ta thấy là nó sẽ giảm còn tiết kiệm tiết kiệm thì nó vẫn là s còn đầu tư giảm đến cái mức độ này và tiết kiệm trừ đầu tư nó sẽ dương để tiết kiệm lớn hơn đầu tư vì vậy xuất khẩu ròng dương thì trong trường hợp bài toán này nó lại là khuyến khích À, xuất khẩu hạn chế nhập khẩu làm tăng cái xuất khẩu rào đúng không tăng xuất khẩu và khi kết luận chúng ta cũng sẽ thấy được cái hữu ích đối với cái nền kinh tế nhỏ mở cửa là khi mà các cái nước lớn nó thực thi chính sách tài khoá à, thì những cái nước nhỏ mà có cái nền kinh tế mở cửa lớn à, kiểu như Việt Nam mức độ mở cửa rất là lớn chúng ta ký bao nhiêu hiệp định nó cái tự do thương mại chúng ta rất là cao thì chúng ta sẽ được hưởng lợi rất là nhiều và xuất khẩu ròng của chúng ta đấy, chúng ta nhìn thấy xuất khẩu ròng của chúng ta sẽ tăng lên theo cái phân tích của chúng ta. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp mà chính sách thực hiện chính sách kích cầu đầu tư, kích cầu đầu tư bằng tạo cái môi trường thông thoáng thuận lợi cho hoạt động đầu tư của các cái doanh nghiệp tư nhân, rồi là hỗ trợ thuế, nó thuế giảm thuế đất đai hay là các cái thuế đầu tư gì đấy, thì nó sẽ kích thích đầu tư thúc đẩy đầu tư và đường đầu tư nó sẽ dịch chuyển sang phải đấy, ban đầu đường đầu tư nó sẽ là đường I R1 bây giờ dịch chuyển sang phải là IR2 thì kết quả của bài toán này cho chúng ta kết quả gì đây đúng ra nếu như mà nền kinh tế đóng hay nền kinh tế không có giao lưu dòng vốn không chu chuyển hoàn hảo thì cái lãi suất ở trong nước nó sẽ phải tăng lên đến R2 đấy. Tuy nhiên đây là nền kinh tế nhỏ mở cửa dòng vốn chút chuyển hoàn hảo cho nên cái lãi suất thực ở trong nước nó vẫn duy trì ở cái mức lãi suất thực thế giới R1 sao Đấy. Nó duy trì ở mức R1 sao và điều này nó cho chúng ta thấy được là gì cái mức đầu tư đúng không mức đầu tư bây giờ nó sẽ tăng lên đến đây Đấy, ví dụ như mức đầu tư mới là Y1 mức đầu tư cũ ở đây Y0 đúng không với lãi suất không đổi nhưng mà đầu lượng đầu tư tăng lên theo các bài toán chúng ta nếu như mà lãi suất đúng không lãi suất là ở trong nước bằng với lãi suất thực thế giới thì cái lượng đầu tư ở trong nước nó sẽ tăng lên và kéo theo đó đồng thời cái xuất khẩu ròng thì sẽ như thế nào thì chúng ta thấy là tiết kiệm nó sẽ nhỏ hơn đầu tư dẫn đến là S chữ Y nó sẽ nhỏ hơn không và bài toán này chỉ cho chúng ta được là xuất khẩu ròng nó sẽ giảm và cái trường hợp này thì xuất khẩu ròng âm Cần cân thương mại thâm hụt theo trường hợp này nhé Đấy. thì đó là cái tác động của của của, của chính sách kích cầu đầu tư chúng ta cứ tưởng cái cầu đầu tư nó có thể là kích thích xuất khẩu hạn chế nhập khẩu tăng xuất khẩu ròng nhưng bài toán này cho chúng ta biết được là cái chính sách cái cầu đầu tư này nó lại tác động ngược đến cái giá trị xuất khẩu ròng làm cho xuất khẩu ròng giảm cho nên cái việc thực thi chính sách chúng ta thấy nó có khó có thể nó làm tăng được đầu tư nhưng mà nó lại hạn chế những cái biến số vĩ mô khác đúng không? nó lại kìm hãm cái tốc độ tăng trưởng kinh tế khi mà tác động đến những biến số vĩ mô khác giống như là việc tăng thuế chẳng hạn đúng không? tăng thuế thì có được cái nguồn thu để chi tiêu nhưng mà tăng thuế nó tác động tiêu dùng làm giảm tiêu dùng mà tiêu dùng nó lại là một bộ phận của GDP, bộ phận của tổng cầu, đúng không? cho nên các số vĩ mô nó có sự ràng buộc với nhau, Đấy. có thể là tác động ngược chiều nhau. Tiếp đến là chúng ta nghiên cứu đối với thị trường ngoài hối trong nền kinh tế nhỏ mở cửa, thì ở trên mới chỉ ra rằng là xuất khẩu ròng luôn bằng với tranh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư, nhưng chưa chỉ ra được làm thế nào để xuất khẩu ròng có thể thay đổi. thì cái này À, chúng ta sẽ xem xét ở cái phần tiếp theo đó là xuất khẩu ròng nó chịu tác động bởi cái tỷ giá hối đoái đúng không? À, tỷ giá đoái sẽ làm thay đổi cái xuất khẩu ròng, tức là xuất khẩu ròng sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái. thì cái nội dung ở các cái bài học trước thì chúng ta cũng đã nghiên cứu về cái tỷ giá hối đoái rồi, ở đây chỉ nói lại chúng ta thôi. À, trong cái phân tích vĩ mô chúng ta sẽ tiếp cận theo hai loại tỷ giá là tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực. đối với tỷ giá hối đoái thì nó là giá của một đơn vị tiền tệ của một đồng tiền nước này khi tính bằng tiền tệ của một đồng tiền nước khác hay nói một cách khác thì đó là đơn lượng tiền nội tệ cần thiết để mua một đơn vị ngoại tệ Đấy, cái cách tiếp cận thì có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng mà cái cách tiếp cận đơn giản là cái lượng nội tệ cần thiết để chỉ mua một cái đơn vị ngoại tệ ví dụ nếu theo tiếp cận ở Việt Nam chúng ta gọi có nhiều cách gọi gọi e nhỏ nó là tỷ giá danh nghĩa giữa đồng nội tệ so với đồng tiền nước ngoài thì khi đó ở Việt Nam chúng ta có cách đổi lẻ nhỏ bằng 1 USD mà chia cho 23.500 VND ví dụ là cái tỷ giá này được tính vào năm 2021 chẳng hạn đúng không còn chúng ta có thể gọi E lớn là tỷ giá của đồng ngoại tệ tính theo đồng nội tệ thì chúng ta viết ngược lại thì cái cách tiếp cận Việt Nam chúng ta thường viết ngược chúng ta viết ngược đó là lấy cái đồng ngoại tệ đổi lên đồng nội tệ bởi vì cái đồng giá trị của đồng Việt Nam rất là nhỏ so với các cái đồng ngoại tệ mạnh trong đó có đồng USD mà chúng ta lấy ví dụ ở đây 23.500 Việt Nam đồng mà đổi lấy 1 USD trong cái phân tích chính sách vĩ mô của chúng ta trong toàn bộ nghiên cứu của chúng ta thì chúng ta lấy e nhỏ tức là lấy cái đơn vị nội tệ đổi lấy đồng ngoại tệ đó là cái điểm quan trọng mà chúng ta cần lưu ý trong tất cả các cái chuỗi phân tích trong cái nghiên cứu kinh tế vĩ mô này đây chúng ta lẽ e nhỏ đây, nếu mà tiếp cận theo tỷ giá Việt Nam thì tỷ giá Việt Nam nó chính là một chia cho 23.500 tại cái thời điểm năm 2021 từ cái tỷ giá danh nghĩa chúng ta sẽ xác định phân tích được cái tỷ giá thực tỷ giá thực nó là tỷ lệ trao đổi hàng hóa giữa hai quốc gia À, nó cho chúng ta biết được là cái số lượng hàng hóa trong nước đổi lấy một cái hàng hóa tương tự như thế ở nước ngoài sẽ như thế nào và chúng ta ký hiệu là epsilon thì lúc này cái xác định tỷ giá thực tế epsilon nó bằng tỷ giá danh nghĩa e nhân với giá trong nước chia cho giá nước ngoài của cái hàng hóa chúng ta đang phân tích tức là cùng loại hàng hóa nhé thì chúng ta sẽ xem xét cái mức độ hay là cái tỷ lệ chuyển đổi chuyển đổi giữa cái mặt hàng này với cùng mặt hàng này ở nước khác mặt hàng này ở nước này với cùng cái loại mặt hàng ở nước khác thì cái tỷ lệ chuyển đổi đúng không? theo cái đơn vị tiền tệ là bao nhiêu thì cái này có rất nhiều ví dụ trong thực tiễn thực tế hoặc là cái minh chứng về vấn đề này nhưng tôi sẽ không nói vì chúng ta cũng đã nghiên cứu nhiều rồi vì chúng ta đang học ở cái cấp độ nó cao hơn cho nên là không đi phân tích các cái ví dụ cụ thể dạng cơ bản nữa tiếp đến là À, xem xét cái tác động của việc thay đổi biến động cái tỷ giá đến cái giá trị xuất khẩu cũng như là cái giá trị nhập khẩu Đấy. thì bây giờ tôi lại có thể đặt ra chúng ta một vấn đề đó là nếu như mà tỷ giá giảm thì đồng tiền nước nào sẽ là đồng có giá nước nào đồng tiền nước nào sẽ là tăng giá và mất giá Đấy và nó sẽ khuyến khích nhập khẩu ấy là khuyến khích xuất khẩu, giá trị xuất khẩu ròng như thế nào? Thì thông qua công thức thì chúng ta cũng có thể thấy được ngay. Nếu như mà chúng ta nói là tỷ giá giảm có nghĩa là đồng nội tệ mất giá đồng ngoại tệ có giá à, tăng giá. Và trong trường hợp này nó sẽ khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Nó là sẽ làm tăng cái xuất khẩu ròng. Đó là lưu ý về cái xác định tỷ giá nó bao gồm cả cái tỷ giá danh nghĩa lẫn tỷ giá thực nếu như tỷ giá thực nó cao ví dụ như là epsilon tăng ở đây thì hàng hóa giá hàng hóa nước ngoài sẽ rẻ tương đối còn trong nước sẽ đắt tương đối và cầu về hàng hóa nhập khẩu sẽ tăng lên xuất khẩu sẽ giảm để kéo theo nữa là xuất khẩu ròng giảm ngược lại nếu tỷ giá thực nó thấp thì giá hàng hóa trong nước sẽ rẻ tương đối giá hàng hóa nước ngoài sẽ đắt tương đối dẫn đến cầu về hàng hóa xuất khẩu tăng và à, nhập khẩu nó sẽ giảm kéo theo nó là nó sẽ làm gia tăng cái xuất khẩu ròng thì ở đây chúng ta sẽ có thể xây dựng được cái hàm số mô tả cái xuất khẩu ròng nó phản ánh cái mối quan hệ ngược chiều hay là tỷ lệ nghịch giữa xuất khẩu ròng với tỷ giá thực à, chúng ta lắp ghép vào chúng ta sẽ có được cái hàm nx bằng nx phụ thuộc vào tỷ giá thực e thì ở đây À, chúng ta cũng có thể biến đổi nó dưới dạng là tỷ giá danh nghĩa tức là nx bằng nx phụ thuộc vào e nhân với p chia cho p thì chúng ta sẽ có được cái cách tiếp cận là bao gồm cả cái tỷ giá thực với tỷ giá danh nghĩa kết hợp với mối quan hệ này thì chúng ta có thể xác định được cái mối quan hệ giữa xuất khẩu ròng với tỷ giá hối đoái thực nx bằng nx phụ thuộc vào epsilon và như vậy chúng ta sẽ đưa nó vào với cái tỷ giá hối đoái ứng với cán cân thương mại. Đó, cán cân thương mại là được xác định bởi công thức NX bằng S trừ Y. Trong đó tiết kiệm S được xác định là cố định do cái hàm tiêu dùng cũng như là do cái chính sách tài khoá. Còn đầu tư Y được xác lập bởi cái hàm đầu tư và lãi suất thực thế giới r sao. Từ đó chúng ta sẽ có được cái hàm số à, xuất khẩu ròng nó phụ thuộc với tỷ giá thực epsilon. Nó sẽ bằng cái mức đầu tư, xin lỗi bằng với mức tiết kiệm S từ định trừ đi cái đầu tư phụ thuộc vào lãi suất thực thế giới R sao thì đây là cái hàm xuất khẩu ròng cuối cùng mà chúng ta xây dựng thì đây cũng là cơ sở cho chúng ta phân tích cái thị trường ngoại hối và cái cung cầu trên thị trường ngoại hối đúng không cái hàm này nó phụ thuộc vào tỷ giá thực cho nên chúng ta sẽ xây dựng một cái đồ thị với cái hệ trực tọa độ trục tung mô tả tỷ giá thực epsilon trục hoành mô tả cái xuất khẩu ròng nx thì chúng ta sẽ có thể xây dựng được đường xuất khẩu ròng nó phụ thuộc vào tỷ giá thực thì đây chính là đường cầu về vốn trên thị trường ngoại hối về ngoại tệ nó cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tiếp đến về cung trên thị trường ngoại hối thì nó chính là cái chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư đấy S -I. khi mà hai đường cắt nhau xác định chúng ta cái điểm cân bằng trên thị trường ngoại hội. À, chúng ta giả định đây là e0 chẳng hạn đúng không? cân bằng trên thị trường ngoại hội. Xác định được cái uh, tỷ giá thực epsilon1 và xuất khẩu ròng, lượng xuất khẩu ròng là nx1. Chúng ta sử dụng cái mô hình cung cầu cũng như, như là cái trạng thái cân bằng trên thị trường ngoại hội này để mà xem xét lại cái nội dung tiếp theo để xem xét tác động của một số chính sách một số chính sách đến sự thay đổi về tỷ giá hối đoái thực và sự thay đổi về xuất khẩu ròng để biết được cái biến động của xuất khẩu và biến động của nhập khẩu như thế nào thì cái này nó cũng ứng dụng trong thực tiễn thực tế nhiều đối với uh, các cái doanh nghiệp nó chúng ta phân tích để mới hiểu hành vi của các cái doanh nghiệp thực hiện cái hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như là nó là cái công cụ giúp cho các cái nhà hoạch định chính sách xem xét được các cái nhân tố tác động đến tỷ giá hay là các cái nhân tố tác động đến à, xuất nhập khẩu đúng không cán cân thương mại của quốc gia sử dụng cái mô hình này bằng việc xem xét cái tác động của các cái chính sách sau các cái chính sách như là chính sách tài khoá trong nước chính sách tài khoá nước ngoài chính sách làm thay đổi cầu đầu tư và chính sách thương mại cái chính sách đầu tiên mà chúng ta đưa vào nghiên cứu thực thi à, xem xét cái tác động đó là chính sách tài khoá trong nước Đấy, giả định như là quốc hội sử dụng cái chính sách tài khoá mở rộng chẳng hạn bằng việc là tăng chi tiêu chính phủ hoặc là uh, giảm thuế hoặc là sử dụng cả hai là vừa tăng chi tiêu chính phủ vừa giảm thuế thì điều gì xảy ra? thì lúc này tiết kiệm nó sẽ giảm, đúng không? tiết kiệm giảm thì giá trị S trừ Y nó sẽ giảm, S trừ Y giảm thì đường S trừ Y tức là đường cung về ngoại hối nó sẽ dịch chuyển sang trái. Đấy, tiết kiệm giảm từ S1 sang S2 dẫn đến là S trừ y mới nó sẽ là đường màu đỏ để chúng ta có được là đường S2 trừ y nó phụ thuộc vào tỷ giá thực r sao lúc này cái tỷ giá thực nó sẽ tăng lên từ epsilon 1 đến epsilon 2 điểm cân bằng mới nó trên thị trường ngoại hối thay đổi nó thay đổi ban đầu từ E1 ở đây thì bây giờ nó thay đổi đến E2, đến E2 và cũng nhìn vào đồ thị cho chúng ta thấy được sự thay đổi của xuất khẩu ròng, xuất khẩu ròng giảm từ NX1 cho NX2, à, xuất khẩu ròng giảm thì giá tăng, tỷ giá tăng thì nó lại khuyến khích nhập khẩu hạn chế xuất khẩu, làm cho xuất khẩu ròng giảm là thế. thì đối với cái chính sách này chúng ta sẽ thấy nó xảy ra cái hiện tượng, nó một hiện tượng nó cũng tương tự như trong cái nền kinh tế đóng mà chúng ta phân tích cái hiện tượng à, thoái lui đầu tư ấy, thì đây chúng ta cũng có cái hiện tượng thoái lui xuất khẩu, Crowding out export, uh, Thoái lưu xuất khẩu Nó suy giảm xuất khẩu, hạn chế uh, xuất khẩu và gia tăng nhập khẩu làm giảm xuất khẩu ròng do tác động làm tăng tỷ giá, hối đoái. Đúng không? Thì đó là tác động của cái uh, chính sách tài khoá trong nước. Tiếp đến là tác động của chính sách tài khoá nước ngoài. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích. Đối với trường hợp là chính sách tài khoá nước ngoài giả định những nước lớn thi hay sử dụng cái chính sách tài khoá mở rộng thì lúc này nó sẽ làm cho lãi suất ở nước ngoài tăng lên lãi suất thế giới tăng lên nước mạnh nước lớn ấy, Nó đẩy thúc đẩy cái chính sách tài khoá mở rộng làm gia tăng cái lãi suất thế giới thì lãi suất thế giới bây giờ là R2 sao cao hơn R1 và khi mà lãi suất tăng lên lãi suất thế giới tăng lên thì đầu tư ở trong nước bởi vì là đầu tư trong nước phụ thuộc vào lãi suất thế giới mà thì đầu tư lượng đầu tư ở trong nước nó sẽ giảm đầu tư giảm thì S chữ Y nó sẽ tăng đúng không tiết kiệm không đổi nhé nếu như đầu tư giảm thì S chữ Y tăng vì vậy chúng ta sẽ có cái giá trị S trừ Y cao hơn và đường cung trên thị trường ngoại hối nó sẽ dịch chuyển sang phải Đúng không? cũng về vốn trên thị trường ngoại hội, cũng ngoại tệ trên thị trường ngoại hối nó sẽ di chuyển sang phải chúng ta có đường s -E đây mới màu xanh kết quả của cái chính sách này sẽ như thế nào cái này chúng ta đang phân tích ở thị trường trong nước nhé. phân tích trong nước chứ không phải phân tích thế giới Đấy, chúng ta phân tích phân tích của quốc gia mà chúng ta đang ở đứng đối mặt đúng không thì trong trường hợp này sẽ thấy được là cái tỷ giá thực nó sẽ giảm từ epsilon 1 xuống epsilon 2. Và xuất khẩu ròng tăng lên từ NX1 đến NX2. kết quả của việc phân tích này cho chúng ta thấy được điều gì? cái ngụ ý của chính sách ở đây nó sẽ là à, tỷ giá giảm thì nó sẽ khuyến khích xuất khẩu hạn chế nhập khẩu làm gia tăng cái xuất khẩu ròng, đúng không? Như vậy là gì? Chỉ cần nước ngoài những nước lớn thực thi cái chính sách tài khoá mở rộng thôi thì những nước nhỏ kiểu như là Việt Nam sẽ được hưởng lợi đúng không hưởng lợi về xuất khẩu làm gia tăng cái xuất khẩu ròng và tỷ giá cũng có xu hướng là giảm nó khuyến khích xuất khẩu đây là động lực của các cái doanh nghiệp thực hiện cái hoạt động xuất khẩu ở trong nước nó khuyến khích các doanh nghiệp này thúc đẩy xuất khẩu nhiều hơn bởi vì cái tỷ giá giảm và khi mà à, chuyển tiền về trong nước sau đó họ sẽ phải chuyển sang cái đồng nội tệ thì họ sẽ được hưởng lợi thông qua cái à, tỷ giá hối đoái này họ sẽ nhận được những khoản lợi nhuận thông qua cái tỷ giá trong tỷ giá hối đoái ấy. đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ nó giảm cái chính sách tiếp theo đó là chính sách thay đổi cầu đầu tư ví dụ như chính sách khuyến khích kích thích đầu tư ở trong nước hỗ trợ các cái doanh nghiệp đầu tư như là tạo ra môi trường thông thoáng hơn trong hoạt động đầu tư như là có chính sách thuế, các chính sách thuế hỗ trợ thuế thuế đầu tư giảm phí thuê đất đai vân vân, thì nó làm gia tăng cầu đầu tư và khi cầu đầu tư tăng thì cái mức đầu tư nó tăng, mức đầu tư tăng thì S trừ Y nó sẽ giảm. Chúng ta phải nhìn cái chữ S trừ Y nhé. Nếu đầu tư tăng thì S trừ Y nó sẽ giảm và kéo theo là đường S Y nó sẽ dịch chuyển sang trái đường cung về ngoại hối đúng không dịch chuyển sang trái và kết quả của cái bài toán này sẽ cho chúng ta thấy được điều gì cho chúng ta thấy là tỷ giá thực nó sẽ tăng lên nó là khuyến khích nhập khẩu hạn chế xuất khẩu và kéo theo là xuất khẩu ròng giả từ NX1 xuống NX2 nên là cứ nghĩ rằng là chính sách kích cầu đầu tư nó sẽ đem lại cái lợi ích cao cho quốc gia nhưng trên thực tế là nó chỉ làm tăng cái cầu đầu tư trong nước nhưng mà cái kết quả này làm suy giảm xuất khẩu nó làm gia tăng cái nhập khẩu và làm suy giảm xuất khẩu ròng nó cũng ảnh hưởng đến cả cái nền kinh tế nó giữ cái tỷ giá nó ở mức cao thì giá đối tăng đồng nội tệ tăng giá đồng ngoại tệ mất giá thì đó là cái sự thay đổi hay là tác động của cái chính sách tăng cầu đầu tư chính sách tiếp theo chúng ta phân tích ở đây là chính sách thương mại Chính sách thương mại thì phần lớn chúng ta hướng đến là cái chính sách hạn chế nhập khẩu. Ví dụ như là gia tăng thuế quan, đúng không? Thì điều gì xảy ra? Đấy. Hạn chế nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu thì xuất khẩu ròng sẽ tăng lên. Trên đường cầu, về à, ngoại hối nó sẽ tăng. Làm cho đường xuất khẩu ròng nó dịch chuyển sang phải. Ở đây chúng ta sẽ thấy là ban đầu là NX epsilon 1, bây giờ là NX epsilon 2 di chuyển sang phải và kết quả của bài toán mà chúng ta đang phân tích đây nó sẽ đẩy cái tỷ giá hối đoái thực tăng lên à, trên thực tế nếu như mà gia tăng xuất khẩu ròng đáng nhẽ xuất khẩu ròng tăng nhưng mà do tác động của việc gia tăng tỷ giá kéo theo là xuất khẩu ròng nó sẽ không đổi vẫn giữ nguyên NX1 vì vậy nhìn vào chúng ta cứ tưởng là à, cái chính sách mà hạn chế nhập khẩu khuyến khích xuất khẩu nó áp đặt cái thuế quan đối với nước nhỏ à, so với nước lớn tức là nước nhỏ áp đặt thuế quan đối với nước lớn ấy, hạn chế nhập khẩu ấy thì cứ tưởng làm gia tăng được xuất khẩu ròng nhưng mà trên thực tế xuất khẩu ròng không đổi mà lại càng gây áp lực hơn và xảy ra cái hiện tượng crowding out export ấy là thoái lui xuất khẩu là do tác động của à, gia tăng cái tỷ giá hối đoái đúng không epsilon tăng đến epsilon 1 tăng đến epsilon 2 ấy, thì giá thực sẽ tăng lên, đồng nội tệ tăng giá đồng ngoại tệ mất giá, đúng không? Và xuất khẩu ròng nó không đổi. hiệu lực của chính sách ở đây nó sẽ không không có. Và trong việc là làm gia tăng cái xuất khẩu ròng. Cho nên khi các cái nhà hoạch định chính sách thực thi các cái chính sách thì họ phải cân nhắc suy nghĩ cho từng cái tình huống này để xem xét xem cái chính sách mình đưa ra nó có hiệu lực hay không, có hiệu quả hay không, nó đem lại kết quả gì. còn nếu không ấy, việc thực thi chính sách là nó lại kiểu nửa vời hoặc là không đem lại hiệu quả, lại vừa mất công mất sức để vừa mất nguồn lực, đúng không? Vẫn vẫn, mất công ban hành mà lại có nhiều cái tác động phụ ở phía sau. ví dụ trong trường hợp này là đẩy cái tỷ giá tăng nó lại tác động lâu dài đến hoạt động xuất nhập khẩu nữa. Đấy còn đối với cái nền kinh tế lớn mở cửa thì sao chúng ta lúc nãy giờ đang phân tích trong trường hợp là nền kinh tế nhỏ mở cửa còn trong trường hợp đối với nền kinh tế lớn mở cửa thì chúng ta sẽ xác định giữa cái nền kinh tế nhỏ và nền kinh tế đỏ tức là cái tác động của các cái chính sách mà đưa ra nó sẽ nằm ở cái mức lưng chừng giữa cái nền kinh tế nhỏ và nền kinh tế đỏ nó không phải tác động mạnh hay là hiệu lực hiệu quả như là đối với nền kinh tế nhỏ trong một số trường hợp hoặc là như là nền kinh tế đóng trong một số trường hợp, Đấy. nhiều quốc gia bao gồm cả Mỹ thì được xác định không phải là các cái nền kinh tế đóng cũng không phải là nền kinh tế nhỏ mở cửa, họ là có thể được xem như nền kinh tế lớn mở cửa và cái nền kinh tế lớn mở cửa này được xác định giữa hai cái thái cực của nền kinh tế đóng và nền kinh tế nhỏ mở cửa thì chúng ta xem cái thái cực này nó sẽ phản ứng như thế nào thì chúng ta xem cái ví dụ về cái chính sách tiền tệ mở rộng chẳng hạn đối với một nền kinh tế đóng thì việc thực thi cái chính sách tiền tệ mở rộng nó sẽ làm giảm lãi suất, làm tăng cái đầu tư. Tăng đầu tư nhưng mà ở cái nền kinh tế lớn mở cửa thì cái tác động tăng đầu tư nó sẽ không nhiều bằng so với cái nền kinh tế đóng. Tức cái mức độ tăng đầu tư, gia tăng đầu tư ấy, đối với nền kinh tế lớn mở cửa nó không nhiều bằng đối với nền kinh tế đóng. Một cái trường hợp khác là so sánh đối với cái nền kinh tế nhỏ mở cửa thì việc sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng tăng cung tiền ấy, delta m tăng lớn không có nghĩa là tăng cung tiền thì nó sẽ làm giảm tỷ giá thực và gia tăng cái xuất khẩu ròng và kéo theo nó là cái gì đối với nền kinh tế lớn mở cửa tác động tăng xuất khẩu ròng nó sẽ không nhiều bằng đối với nền kinh tế đóng đó là kết quả phản ứng chính sách cho nên nhiều cái nền kinh tế lớn mà cái mức độ mở cửa cao thì nó có thể đem lại cái hiệu quả nó cũng không được cao lắm trong khi đó cái hiệu quả cao này lại là 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 ở các cái nền kinh tế nhỏ mở cửa như kiểu Việt Nam đúng không? thì đây là lý do lý giải ở một số cái trường hợp kiểu như là Mỹ chẳng hạn nó lại ở một chương mực nào đó là đưa ra cái chính sách đó chính sách bảo hộ à, chúng ta thấy là Donald Trump trong cái giai đoạn cái nhiệm kỳ của ông ông cuối nhiệm kỳ ông đưa ra chính sách rất là thắt chặt đúng không? đặc biệt là chính sách bảo hộ và cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung diễn ra rất là khốc liệt trong những cái giai đoạn cuối cái nhiệm kỳ của ông Donald Trump Và nó cũng là cái minh chứng của quốc gia mạnh Họ cũng muốn tự cường bằng việc là à, hạn chế cái việc tự do hóa thương mại Và có thể họ tính toán được cái bảo hộ thương mại đem lại cái lợi ích cao hơn so với tự do hóa thương mại